Sammaya, Namo Sangha. Đây là chương trình Phật Pháp Buddhathamma trên mạng Internet qua Bangkok, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông, Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York từ 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con tu nội tịnh hạnh, thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Trích đoạn Trung Bộ Kinh sẽ do chư tăng giảng giải và mở đầu chương trình. Xin chắc cả chúng ta tăng nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo và chúng con kính cung thỉnh đại thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điệu ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Và bài học hôm nay, trích đoạn Trung Bộ Kinh sẽ do chư tăng giảng dạy. Và tiếp đến chương trình thì chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học pháp thoại hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giáo, kính đại lễ thượng thật về siêu, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Ở Việt Nam thì còn vài giờ nữa thì mọi người sẽ từ giã năm 2020 để bước qua năm 2021. Ở trong mấy ngày qua, chúng ta có chương trình 3 ngày để nhìn lại những sinh hoạt ở trong 12 tháng qua, hay là những sự kiện liên quan đến đời sống tu học của người Phật tử nói riêng và tình hình Phật giáo nói chung. Ngày hôm nay, Bạch Chư Tôn Đức và Thưa Quý Phật tử, là ngày cuối năm, đúng nghĩa là ngày cuối năm, thì chúng ta dành trọn một buổi để làm một việc, đó là ôn nhắc lại một số kinh văn ở trong Trung Bộ giáo trình chiếm nhiều thì giờ trong tuần của chúng ta. Và thưa quý vị, ở trong phần ôn nhắc này, chúng ta chỉ làm một công việc giản dị
đó là lấy một số bài kinh và trích ra một đoạn chính ở trong một đoạn mà có tính cách cô động đó, nói lên cái ý nghĩa của phần lớn của bài kinh. Dĩ nhiên là có nhiều bài kinh với những chi tiết mà chúng ta không thể gói gọn ở trong một vài đoạn được, nhưng mà chúng ta có thể lấy một đoạn tiêu biểu. Và như vậy thì chúng ta sẽ nhắc lại giáo trình này. Thật ra thưa quý vị, cũng là một cái kỷ niệm đặc biệt khi mà Thượng Tọa Từ Siêu và chúng tôi còn nhỏ, mới vào đi học trong Vạn Hạnh, thì bên cạnh việc học Bali thì giáo trình Trung Bộ Kinh là giáo trình đầu tiên chúng tôi được học. Và xuyên suốt trong thời gian dài sống với mái chùa, đi hoằng pháp thì tất cả chúng ta, tất cả Thượng Tọa Từ Siêu và chúng tôi đều có một cái cảm nhận rất là đặc biệt đối với Trung Bộ Kinh. Đó là những pháp thoại không dài như là Trường Bộ, cũng không quá ngắn, những pháp thoại vừa phải. Và thông thường với pháp thoại vừa phải này thì có một cái bố cục rất là liên lạc từ phần mở đầu rồi thân bài kết luận. Và do vậy rất là hữu ích cho người học. Và Hòa Thượng Minh Châu cũng như Ngài Vô Lý thì nói rằng những gì chứa đựng ở trong Trung Bộ Kinh có một cái ý nghĩa quan trọng đối với người tu Phật. Thì thưa quý vị, đặc điểm của Trường Bộ Kinh, của Kinh Trường Bộ là có những cái tỷ giáo so sánh, nhưng mà đặc điểm của Trung Bộ Kinh là những đào sâu vào pháp hành, những lời dạy của Đức Phật khiến cho chúng ta được đưa trở về một thời quá khứ xa xưa, khi mà Đức Thế Tôn hàng ngày Ngài dành một ít thì giờ ở trong ngày cho chư tỳ kheo, và tại đó chính Ngài hay là Tôn giả Xá Lợi Phất hay một số các vị trưởng lão khác đã giảng dạy giáo pháp cho đại chúng tỳ kheo, một hình ảnh rất đẹp của một thời chánh pháp cực thịnh. Hôm nay thưa quý vị, bởi vì là ngày cuối năm và chúng tôi rất là mong là có sự có mặt của đông đảo chư tăng, các vị giảng sư, và chắc chắn rằng có một vị mà chúng ta thiếu, đó là Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính đã không còn với chúng ta nữa để tiễn đưa năm cũ và đón mừng năm 2021. Nhưng mà cách giảng ngày hôm nay khác hơn những cái bài giảng Trung Bộ trong năm, là mỗi một bài kinh chúng ta chỉ trích một đoạn, và sau khi đoạn đó được đọc lên thì một vị giảng sư sẽ giảng ý nghĩa của bài giảng này ở trong thời lượng từ 5 cho đến 10 phút tùy theo mỗi vị. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ nhắc lại cho chúng ta thấy sự quan trọng của Kinh Trung Bộ ở trong cái giáo trình giảng dạy Phật Pháp nói riêng và ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nói chung là sự tu học của người Phật tử. Thì thưa quý vị, bởi vì hôm nay có sự lựa chọn của chư vị giảng sư, và do vậy chúng tôi có gửi bài cho quý ngài trước, và do vậy theo như thường lệ thì chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu giảng đầu, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi sẽ tự giảng bài số 1, tức là một trích đoạn từ kinh căn bản pháp môn, và đoạn số 2 thì Thượng Tọa Tự Quyền có phát tâm để giảng đoạn đó, và đoạn thứ 3 là kinh thừa tự pháp, thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu. Phần đoạn số 4 là kinh sợ hãi khiếp đảm thì chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Nhưng mà bây giờ thì dạ thưa quý vị, chúng ta có 9 phân đoạn, và nếu sau 4 phân đoạn đầu mà chúng ta vẫn còn có đủ thi giờ thì chư tăng sẽ chia nhau để giảng những phần đoạn kế tiếp. Với một bài giảng
được thực hiện bởi nhiều vị giảng sư và với nhiều trích đoạn chính bài kinh đầu tiên của Trung Bộ. Chúng ta hy vọng rằng năm 2021, năm 2020 được tiễn đi, mà còn để lại cho chúng ta những cái hình ảnh, những lời dạy, những ấn tượng về một giáo trình học Phật rất là quan trọng. Và chúng ta cũng ở cái tư thế đó đón năm 2021 với một cái sự tha thiết học Pháp, tha thiết để ghi nhớ, tha thiết để hành trì. Bây giờ mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phân đoạn 1, một trích đoạn của kinh Pháp Môn Căn Bản, và chúng tôi sẽ trở lại ở trong giây lát sau khi bài đọc xong, chúng tôi sẽ giảng bài đầu tiên. Xin mời quý vị. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng, con xin phép được đọc chánh văn ạ. Kinh Pháp Môn Căn Bản, Mu Lá Bá Rí Gia Giá Xuất Tá. Này các tỷ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Tưởng tri địa đại là địa đại, vì tưởng tri địa đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, nghĩ đến tự ngã như là địa đại, người ấy nghĩ địa đại là của ta, dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri địa đại. Người ấy tưởng tri thủy đại là thủy đại, người ấy tưởng tri hỏa đại là hỏa đại, người ấy tưởng tri phong đại là phong đại, người ấy tưởng tri sanh vật là sanh vật, vân vân. Người ấy tưởng tri chư thiên là chư thiên, vân vân. Người ấy tưởng tri sanh chủ là sanh chủ, vân vân. Người ấy tưởng tri phạm thiên là phạm thiên, vân vân. Người ấy tưởng tri quan âm thiên là quan âm thiên, vân vân. Người ấy tưởng tri biến tịnh thiên là biến tịnh thiên, vân vân. Người ấy tưởng tri quảng quả thiên là quảng quả thiên, vân vân. Người ấy tưởng tri a phi phù thắng giả là a phi phù, vân vân. Người ấy tưởng tri không vô biên xứ là không vô biên xứ, vân vân. Người ấy tưởng tri thức vô biên xứ là thức vô biên xứ, vân vân. Người ấy tưởng tri vô sở hữu xứ là vô sở hữu xứ, vân vân. Người ấy tưởng tri phi tưởng phi tưởng xứ là phi tưởng phi tưởng xứ, vân vân. Người ấy tưởng tri sở kiến là sở kiến, vân vân. Người ấy tưởng tri sở văn là sở văn, vân vân. Người ấy tưởng tri sở tư niệm là sở tư niệm, vân vân. Người ấy tưởng tri là sở tri, vân vân. Người ấy tưởng tri đồng nhất là đồng nhất, vân vân. Người ấy tưởng tri sai biệt là sai biệt, vân vân. Người ấy tưởng tri tất cả là tất cả, vân vân. Người ấy tưởng tri niết bàn là niết bàn, vì tưởng tri niết bàn là niết bàn, người ấy nghĩ đến niết bàn, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, người ấy nghĩ niết bàn là của ta, dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri niết bàn. Và chúng con thành kính cung thỉnh tượng tòa giác đẳng giảng dạy tại kinh vừa đọc. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Cảm ơn cô Tuyên Đình Tinh Hạnh, Tinh Hạnh và Bạch Chi Công Đức. Thưa quý Phật tử, trước khi đi vào bài kinh này, chúng tôi cũng xin thưa rằng hồi nhỏ chúng tôi đi học, bên này không phải cái tựa là Pháp Môn Căn Bản, mà là tên Căn Bản Pháp Môn. Yeah. Hai cái này rất là khác nhau. Khi mà chúng ta nói Pháp Môn Căn Bản, tức là cái Pháp Môn nền tảng cho sự tu tập, ở đây không phải. Mà chữ Mu Lá Bá Rí Gia Giá ở đây được hiểu là cái cội rễ của vạn pháp. Cội rễ của vạn pháp mà Đức Phật Ngài dạy ở tại đây, nó có hai là mê và tỉnh. Một cái nhìn của cả vô văn học,
của người không có được nghe, không được học, không được hiểu đạo lý của Bậc Thánh. Thì nhìn thế gian này từ thế giới của vật chất, ở trong đó có địa đại, phong đại, hỏa đại, thủy đại, cho đến những cái sinh loại, cho đến những cảnh giới, và thậm chí cho đến Niết Bàn. Thì một kẻ vô học phàm phu, tức là một người không được nghe, hiểu và biết các pháp, thì luôn luôn có một sự mê chấp. Sự mê chấp đó là ở trong bất cứ một cái tư duy nào thì cũng liên hệ đến ngã tính. Ngã tính đó là tôi chứng đắc, tôi được, tôi là. Nó trở nên một sự ám ảnh, và chưa bao giờ mà người đó nhìn sự vật mà không vượt thoát cái quan niệm về cái tội hình. Chúng ta lấy một vụ đơn giản là một người bước sự ngã chấp rất là nặng nề, bước vào trong một ngôi chùa. Thì khi vị đó gặp một vị thầy, thì vị đó nghĩ rằng vị thầy này có hợp hay không hợp với cái ưa thích của tôi. Theo tôi thì vị thầy như thế này mới là đáng kính, vị thầy kia như thế kia không đáng kính. Tức là vị này đã có sẵn một cái khuôn mẫu, và ai mà phù hợp với khuôn mẫu đó thì người đó mới chấp nhận được. Nghe một bài pháp thì nghe cũng bằng một cái khuôn mẫu mà mình đưa ra. Tôi tin vào điều này, mà vị đó họ nói đúng như những gì tôi tin thì tôi mới hoan hỷ. Còn nói không giống như những gì tôi tin, tôi không có hoan hỷ. Khi mà tu tập thì họ cũng mang cái ngã tính là cái này khi hành trì thì tôi sẽ thế nào, và cái tôi đó có được hay không. Thì thưa quý vị, cái quan niệm về của tôi, là tự ngã của tôi đó, đó là một cái căn để của chúng sanh. Tại sao chúng ta đau khổ, tại sao chúng ta nhầm lẫn? Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng rằng cái gì đó mà cộng với cái tôi đó, nó thường rất là mù quáng. Nó mù quáng ở ba phương diện. Phương diện thứ nhất là cái tôi là cái rất là nghèo nàn. Chúng ta cứ tưởng tượng một người mà chọn lựa, suy nghĩ, phán đoán tất cả những gì họ làm, nó đều liên hệ đến ba điểm là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Thì thứ vì cái quan niệm của chúng ta rất là hạn hẹp. Những điều chúng ta học nó thường phải cao rộng, nó thường là mới, nó thường là khác biệt. Ngay cả có những người Phật tử học Phật chỉ quen với những danh từ thường, nhưng mà khi nói những từ lạ một chút xíu thì những người đó nói không, tôi không nghe, tại vì những danh từ đó lạ quá, tôi không chấp nhận được. Có một lần chúng tôi nghe một Phật tử, họ chỉ đích một chữ là nghe một vị giảng sư bên Nam Tông và dùng một chữ Pháp Tánh. Cái chữ Phật Tánh, Pháp Tánh là chữ của Bắc Tông, nó không thể xài theo Nam Tông được. Thì thưa quý vị, chúng tôi hỏi quý vị, theo quý vị nghĩ rằng cái chữ nào mà chữ Bắc Tông xài được mà Nam Tông xài không được? Thì vị nói con không biết, nhưng mà hồi xưa ngày Hậu Tông, ngày Dĩ Nghiêm không ai dùng chữ Pháp Tánh hết. Thì thưa quý vị, chúng tôi hoàn toàn cảm thông cái nhìn của quý vị này. Nhưng mà vấn đề chỗ này, những chữ mà các ngài không xài, không có nhất thiết là nó không phải là nó trái chống với kinh điển. Có thể một thời nào đó có những chữ nghĩa mà chúng ta không xài tới, nhưng mà bây giờ với cái sự phát triển của ngôn ngữ và
với nhiều cái nói khác nhau. Chúng tôi hỏi vị Phật tử đó, có bao giờ vị đó nghe chữ pháp nhĩ không? Pháp nhĩ là như vậy. Thì vị này nó không nghe. Chúng tôi nói rằng ở trong kinh tạng có chữ pháp nhĩ, nhưng mà quả thật chữ đó ít có bao giờ được ai nói tới đó. Pháp nhĩ là như vậy. Thì ở đây con người chúng ta đó, khi mà có cái sự câu chấp về tôi của tôi, tự ngã của tôi, thì sự câu chấp của chúng ta rất là hạn hẹp. Và khi mà chúng ta đi tìm á, thì nó chỉ là sự lặp lại cái gì mà mình đã biết. Cái lặp lại cái gì đã biết, chúng ta gọi là cái nhìn bằng tưởng tri. Hồi nhỏ tới lớn chúng ta quen nhận cái này là của tôi, của tôi phải như vậy. Theo quan niệm của tôi thì ngày Tết là phải có hoa mai. Nếu tôi sinh là miền Nam, nhưng mà nếu ngày Tết chưng hoa đào, hoa thủy tiên thì nó phải là ngày Tết. Bởi vì sao? Tôi không phải là người miền Bắc. Theo quan niệm của tôi, ăn cơm á, là phải có món canh, món kho, món xào. Bây giờ ăn cơm mà chỉ có cái đĩa thức ăn á, cho tất cả vào đó thì tôi không đổi là một bữa cơm. Ví dụ như vậy. Cái đó là sự ảnh hưởng của tưởng tri. Thì một người không tu tập, không có hiểu biết, không được nghe pháp bậc thánh, thì luôn luôn đem cái tự ngã đối chiếu với tất cả mọi thứ. Cho dù vị đó nghĩ về thế giới của vật chất, thế giới của tâm thức, về người, về cõi, về nghiệp, và thậm chí của Niết Bàn. Dạ, thậm chí Niết Bàn không biết là mình chứng Niết Bàn rồi, thì tôi sẽ ra sao? Tôi là cái gì? Tôi còn thế nào? Thứ gì, cái cách hiểu đó nó không có nhầm. Cũng giống như một người đi học, thì mình cứ là học. Rồi nếu học mà mình đặt vấn đề rằng tôi học rồi mai mốt tôi có còn là tôi nữa hay không? Mình học phải là tôi là còn là tôi nữa hay không? Mà nếu tôi không còn là tôi đó, thì chẳng lẽ cái tôi bây giờ biến mất? Nhưng mà xin lỗi là nếu một người vào chùa tu 10 năm cái tôi vẫn là như vậy, không có thay đổi đó, thì tu để làm cái gì? Nhưng mà cái tôi mà thay đổi đó, thì tôi có còn là tôi hay không? Thì rất là đáng sợ. Người Mỹ đó họ rất là ưa chuộng một cái cách suy nghĩ gọi là be yourself. Bạn hãy là chính bạn. Có nhiều người rất là tâm đắc về câu nói be yourself. Nhưng mà đôi khi bạn là cái gì, tôi là cái gì, tôi cũng không hiểu nữa. Mà nếu tôi tu, nếu tôi học, mà tôi chuyển hóa, tôi thay đổi, cái tôi ngày mai, ngày mốt, giống như cái tôi hôm nay, có làm chúng ta sợ hãi hay không? Thì quả thật chúng ta sợ hãi. Thật ra cái quan niệm về cái đây là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi, nó là một ảo giác. Cái ảo giác này, nó tạo nên một sự chấp kiến. Và rất là thú vị khi chúng ta đọc vào kinh Cội Rễ Các Pháp thì Đức Phật cho thấy cái nhìn của kẻ phàm phu, cái nhìn của bậc thánh hữu học, cái nhìn của những đệ tử Phật đã hoàn mất, và cái nhìn của Đức Phật. Cái nhìn Đức Phật là bậc tự mình giác ngộ, và Ngài hiểu tất cả, Ngài hiểu một cách xuyên suốt, Ngài hiểu cao hơn là tất cả những đệ tử mà thể hiểu được. Thì thứ gì, cái đó nó không có trong tầm, ở trong tầm nhìn của con người. Nhưng mà chắc chắn một điều, qua về kinh Cội Rễ của Các Pháp hay là Căn Bản Pháp Môn, thì chúng ta hiểu một điều là ngã tính hay là cái quan niệm về của tôi, về tự ngã của tôi, nó luôn luôn đi sát, gắn chặt và ám ảnh chúng ta ở trong tất cả mọi tình huống. Những giây phút mà mình có thể quên đi mình là ai. Lấy ví dụ là chúng ta đi sang các quốc gia Phật giáo, thấy những vị sa di nghèo, thấy thương mình cúng dường. Lúc mình cúng dường, mình mong rằng các vị đó có được một bữa cơm ngon, có một ít tiền tiêu xài. Và chỉ nghĩ lúc đó chúng ta tạm thời quên đi. Những lúc chúng ta quỳ xuống đảnh lễ một vị trưởng lão, đảnh lễ một vị tăng cao hạ hơn, để không còn nhớ là mình là ai.
chỉ biết là mình thương quý những vị đó. Những lúc mà chúng ta cùng nhau làm việc, khi làm việc chỉ cho đi mà không đòi lại, không mong ai tán thưởng mình, không ai mong ai ca ngợi mình, chỉ cống hiến là cống hiến. Những lúc đó chúng ta tạm quên đi được cái tôi, cái ta. Và những giây phút rất là đẹp. Nhưng mà đa phần chúng ta, thưa quý vị, rất ít khi chúng ta bước ra khỏi cái nhìn đóng khung của vị ngã, của ngã chấp, của cái kiến chấp sai lầm. Chúng ta luôn luôn nghĩ tự ngã đối chiếu với mọi thứ. Và kể cả Niết Bàn. Một người mà suy nghĩ về Niết Bàn, một người suy nghĩ về luân hồi sanh tử, mà luôn luôn suy nghĩ bằng cái nhìn đối chiếu với tự ngã đó, thì nó không đúng ở chỗ nào hết. Nó hoàn toàn không đúng ở chỗ nào. Giống như chúng tôi nói rằng, một con người mà muốn rằng mình phải được biết, là khi mà mình học ra trường rồi thì mình có còn là mình nữa hay không? Nếu mình không còn là mình, như vậy mình là một người khác. Nghe dễ sợ quá. Nói tôi không còn là tôi nữa, tôi là người khác. Nhưng mà tôi là tôi thì nó cũng có vấn đề. Học mười mấy hai chục năm mà tôi vẫn còn là tôi thì là mệt quá. Nhưng mà tôi là người khác thì như vậy cái tôi ở đâu? Đây là vấn đề của cuộc sống. Và do vậy kinh Căn Bản Pháp Môn là bài kinh mở đầu của Trung Bộ. Và chúng tôi với Sư Tuệ Khanh có khi nói chuyện với nhau rằng, ở ngày xưa các vị A-xà-li kết tập thì dù là kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tương Ưng Tăng Chi đều mở đầu với những bài kinh, mà những bài kinh đó chứa đựng những ý nghĩa rất là tế nhị, rất là hảo diệu. Và kinh Căn Bản Pháp Môn là bài kinh cũng mở đầu Trung Bộ kinh. Bây giờ thì chúng ta bước qua một cái trích đoạn của bài kinh thứ hai, đó là kinh Tất Cả Là Quả. Bài kinh này đề cập đến những lậu hoặc là những cái pháp dẫn chúng ta vào luân hồi sanh tử. Nói rõ là những phiền não, mà phiền não đó nó có một tác động lớn. Nhưng mà nói tất cả các lậu hoặc ở đây, nó hàm nghĩa rằng khi nói tất cả các lậu hoặc thì cũng có cái pháp để đối trị tất cả lậu hoặc. Ở trong pháp tu Đức Phật Ngài cho chúng ta nhiều thứ. Cũng giống như là khi chúng ta nói bệnh thì trị bệnh thì nó có nhiều thứ bệnh khác nhau. Và nhiều thứ bệnh nó phải có nhiều cách chữa khác nhau. Thì bài kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc là nhiều cách chữa trị, nhiều cái cách để ứng phó với những lậu hoặc. Và đoạn kinh này sẽ được chúng tôi tự quyền giảng giải. Bây giờ mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh, một trích đoạn của kinh bài kinh số 2, kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc. Dạ, sá thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tòa Giác Đẳng. Dạ, bài kinh số 2, kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc, Sabba Sáwá Suốt Tá. Này các tỷ kheo, ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, có như lý tắc ý và không có như lý tắc ý? Này các tỷ kheo, do không có như lý tắc ý, có các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỷ kheo, do như lý tắc ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi. Các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Này các tỷ kheo, có những lậu hoặc phải tri kiến được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng dạy bài kinh vừa đọc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
lần nữa xin được thỉnh thượng tọa Tư Quyền. Không biết thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tư Quyền, dạ vâng, dạ xin thỉnh thượng tọa Tư Quyền. Nam mô Bố Thầy, nhớ Nam mô Tham Mai, nhớ Nam mô Sàng Khai, nhớ cho thơ đi chúng tôi nghe đó. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn đại chúng. Đại chúng có kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Từ Xưa, Thượng Hòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Pháp Đăng, Thượng Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Từ Tri, Sư Nguyên Thông, Cục Sư Tăng Đăng. Dạ, kính bạch nghe thưa quý vị, thì như đã nói thì phải nói rằng bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, đây là một cái bài kinh mà được trình bày mà chỉ chúng ta biết các lậu hoặc phải do vì tâm của chúng ta phiền não, do tham, do sân, do si đó mà tất cả chúng sinh phải lăn trong sinh tử trong ba cõi. Các lậu hoặc, tất cả các phiền não gây cho ta đi từ cái cõi này qua cõi kia, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà cứ như thế. Và tiếng chất sơ mất ba đô, vô tham mô, tức là liên quan tương sinh, cứ như thế, tiến diễn, vòng sinh tử đau khổ. Nó thông qua cái gì? Tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý này. Mà nó sản sinh phiền não, nó không ngừng. Nên gọi là lậu hoặc, tức là cái pháp mà nó chảy ra. Nó rịnh ướt, nó thấm ướt ra, nó cứ chảy hoài. Cái nghĩa thứ hai của cái lậu hoặc nó chỉ là một cái những cái điều nó rơi rớt, nó lưu lại hay nó giữ lại, mà chúng ta bị rơi từ chỗ này rớt qua chỗ kia, và chúng ta tức là không thoát khỏi tam giới này, cứ ba khổ gì mà không thoát, tôi gọi là lậu. Dạ. Và nghĩa thứ ba cũng nghĩa là chúng ta đã bỏ sót, hay là nó bị rớt mất. Rớt mất đó chính là rớt mất cái thanh đạo tám hạnh. Trong mây mà tất cả chúng sinh điên đảo, cái mà chúng ta không mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, mà chúng ta bị phiền não trong cái ý của chúng ta, nó có cái gì, nó có những cái do mê chấp, nó sinh ra những cái lý này chấp cái cảnh nọ, nó sinh nhiều phiền não, từ phiền não nhiều. Cứ như thế, cứ như thế. Cho nên hãy mới có phiền não nhiều thì đau khổ nhiều. Tại sao chúng ta cứ than thân trách móc mà chúng ta không đi tìm một cái nguyên nhân của chính nó? Thì đây chính là Đức Phật này chỉ dạy về cái nguyên nhân chúng ta chặn đứng, để chúng ta hàng phục, để chúng ta thu phục nó. Và cho nên đó cũng chính là bảy pháp hay là bảy cách mà chúng ta thực hành theo để chúng ta phòng hộ và chúng ta diệt trừ lậu hoặc của mình. Tất cả chúng ta, đây cũng một bài học rất là đặc biệt ở trong cuộc đời. Kính thưa toàn thể quý vị, ở đời cũng vậy đó. Phải do một sự hiểu biết một cách chính chắn, rõ ràng, thì chúng ta mới biết được đi nước bước. Cái điều đó, cái điều mà si mê, cái điều mà chúng ta chấp hữu chấp ngã, hay cái điều mà chúng ta mê tín, nói chuyện đơn giản, cái điều đó mê tín, nhưng chúng ta có một chánh tri kiến về nhân quả thì chúng ta lập tức nó sẽ không hiện hữu, chúng ta không lo sợ. Và trong cuộc đời này, đó cũng chính là cái gì? Một con người biết vững chãi, có thể lường trước đón sau được, suy xét được hành động việc làm và lời nói của mình nó như thế nào, thì đây cũng chính là một việc mà chúng ta có thể thành công. Thì cái sự thành công đó do chúng ta có sự sáng suốt. Thì trong Phật pháp này chính là phải có một chỉ kiến chân chánh mà chúng ta mới phục, mới chúng ta mới đổi trừ được. Dạ. À, còn ở trong cuộc đời thì chúng ta biết rất nhiều cạm bẫy, rất nhiều cái đau khổ, mà nếu chúng ta không có biết giữ gìn ở đây tam nghiệp của chúng ta,
chúng ta có cái sự phòng hộ, có cái sự thu thúc, có cái sự tu tập, hay là có một cái sự giữ gìn, thì chắc chắn là nó không có phiền não. Mà đời nếu như mà người ta nói rằng nhân dưỡng nữ tức hữu cận ưu, người không lo xa có buồn lần, hay một thời chúng ta biết là chúng ta phải tránh né vân vân, hoặc là ở trong cuộc đời này nếu như chúng ta đi mưa, chúng ta không nên mặc áo mưa thì nó phải mắc bệnh. Nếu mà chúng ta ra nắng chắc chắn chúng ta phải bị cảm, chúng ta phải phòng hộ, chúng ta biết đội mưa, chúng ta biết mặc áo ấm, chúng ta biết mặc áo mưa vào để cho nó không có bị mình mưa nó làm cho chúng ta phải bệnh, là chúng ta phải lạnh. Thì ở trong cuộc đời này cũng vậy đó, nếu như mà không phòng hộ sáu căn, không phòng hộ sáu căn này hay là không phòng hộ lục căn đó, thì chắc chắn rằng phiền não sinh khởi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này được sự phòng hộ, được cái sự giữ gìn. Thời khó có phiền não khởi sinh, hay là nếu như mà nó đã khởi sinh, chúng ta biết dừng lại ngay. Thường thì nếu chúng ta phòng hộ, chúng ta giữ gìn thì nó không có khởi sinh. Cũng như trong cuộc sống này, chúng ta biết cẩn thận, biết kiểm soát cái lời nói của mình, biết kiểm soát cái hành động của mình, và biết kiểm soát cái tư tưởng của mình, thì chúng ta đã là quá tốt đẹp. Thì cũng vậy, ở trong Phật pháp dạy rằng chúng ta phải phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này so sánh với tam nghiệp của mình, để chính mà chúng ta sẽ không làm ác, chúng ta sẽ không hành động đưa đến đau khổ, phiền não, sinh tử lâm trôi. Phải nói rằng là nếu như chúng ta có một sự tu tập thì nó là một chuyện rất là tốt đẹp. Cho nên cái tâm phòng hộ hay là từ cái ăn cái nói cũng vậy, chúng ta biết ở trong bài kinh Thọ Thực cũng vậy, sinh hà nút và sinh vì hà răng tăng ứng ri giê xu và sa bu tăng phu cho nam yên mát tây nhung cu si tăng hi ở vi ri dân. Ai sống quán bất tịnh, khiếu nhiếp hồ các canh, ăn uống có tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, thì ma sẽ uy hiếp kẻ đó. Thì nếu như mà chúng ta không có sự thu thúc, không có sự phòng hộ, thì là như cái yếu trước gió, nó sẽ ngã. Còn nếu như chúng ta có cái sự phòng hộ, có cái sự thu thúc, có cái sự bảo vệ nó, thì như là núi trước nó chắn gió. Thì nếu như núi nó chắn gió, đá nó chắn gió, thì không bao giờ nó làm lai chuyển được. Thì như thế nào? Thì trong cuộc đời này cũng vậy đó. Cái câu mà Đức Phật ngày dạy để cho chư tăng được, để cho trong Pháp Cú Kinh đó, là cái dạy đó, thì chúng ta thấy để cho chúng ta có một cái sự khéo mà tu tập, khéo mà phòng hộ, từ cái việc ăn uống, từ việc sinh hoạt cho tới nói chung là tam nghiệp mình, chúng ta được đầy đủ, được tốt đẹp, thì cái điều này đưa đến cho chính mình được gặp nhiều sự tốt đẹp. Và ngược lại, nó sẽ rất là nguy hiểm nếu như chúng ta không có cái sự phòng hộ nó. Và kính thưa quý vị, vì chính vì có cái sự phòng hộ đó mà chúng ta mới không bị phiền não tham sân, mà nó xâm nhập chúng ta được. Cho nên vì vậy, đây là một bài học mà cho cả đời lãnh đạo. Cả đời lãnh đạo nó là như thế. Ai mà biết khéo bảo vệ giữ gìn thì chúng ta sẽ không có bị những cái chuyện đau khổ nó sản sinh tới mình. Còn thường nếu như chúng ta không biết khéo giữ gìn thì chắc chắn là nó sẽ dễ rơi vào cái đau khổ, dễ rơi cái điều bất tội nguyện. Và cũng như vậy, chúng ta biết là Phật dạy
phải do thọ dụng mà phiền não nó được đoạn trừ, đó chính là cái ăn cái khác, cái mà nuôi dưỡng của tấm thân ngũ uẩn này nó phải được nhờ ở trên các chẳng hạn như là vật thực. Bởi vì sabbesata aharatika, cái vật thực ở đây đoàn thực, xúc thực, tứ niệm thực và thực thực, tất cả chúng sinh ở ba giới bốn loại phải có vật thực. Một vật thực ở đây nó có tứ thực, nó là đoàn thực, xúc thực, tứ niệm thực, thực thực. Nhưng ở kiếp người của chúng ta phải có đoàn thực, còn ở các cõi sắc giới hay các cõi vô sắc giới thì không cần phải, hay là ngay cả cái cõi chư thiên họ cũng có cần cái đoàn thực cơm nước bánh tráng như chính mình. Chúng sinh ở cõi người hay ở cõi khổ như là súc, như là bàn sanh, như là những chúng sinh bàn sanh hay là những chúng sinh hóa sanh, thai sanh vân vân, thì sẽ có cần cái này, cũng cần cái đoàn thực đó. Còn những chúng sinh khác thì họ không có dùng cái thức ăn, dùng cái quần thực này, thức ăn này. Bởi vì cái chỗ mà họ được khỏe mạnh, họ được hết đói, không có cảm giác đau khổ trong tâm mà vô cái đói đó, họ mới có thể tu tập được, họ mới có thể hành thiền được, họ có thể làm việc được. Mà chúng ta nó có thực mới vượt được đạo là như thế. Nếu như không có vượt thực thì không thể vượt được cái đạo được, sẽ không được tốt đẹp. Dạ. Mà chính vì cũng như là bây giờ chúng ta đang khát, uống vô một ly chúng ta sẽ hết khát, chúng ta đang đói ăn vô một miếng nó bớt đói, thì cảm thọ khổ đó nó mất đi, thì cảm thọ khổ đó cũng chính là những cái phiền não, những cái đau khổ như chính mình. Mà ở đây cái sự thọ dụng đó, nếu mà một người tu biết ăn, ăn biết quán tưởng, ăn biết tu tập trong khi ăn, biết quán tưởng, thì thọ dụng này, thì cái sự thọ dụng này nó mới diệt trừ được cái sự mê lầm của phiền não, hay là nó tránh xa được cái phiền não của tham sân si. Cho nên chúng sinh cần phải biết rằng mình cần phải có thọ dụng, nhưng chúng ta phải biết thọ dụng nó vừa phải, biết vừa phải chứ phải phải vì cái sự thọ dụng này mà chúng ta ăn uống hay chúng ta ngủ nghỉ nó quá nhiều, thì đó trở nên tức là lười biếng, lười nhác. Tâm của chúng ta và tâm của chúng ta dễ bệnh hoạn, và tâm của chúng ta dễ yếu đuối và lười nhác. Trên cái sự thọ dụng này là cái sự thọ dụng ở trong cái chánh niệm, ở trong cái biết tưởng nó. Cũng như Phật thầy dạy, khi cái sự thọ dụng của cái thầy Tỳ kheo ta thọ dụng đây để duy trì sắc thân được tồn tại của hầu của hành Phật hạnh, không phải là thọ dụng đây để trao dồi cái sắc thân này như những người như những người cường tráng, như những người thể hình thể dục vân vân. Cái giá trị nó phải cho đó tính thấy như vậy nó bị dạ, cái sự thọ dụng nó như thế đó. Ăn chỉ biết ăn để nuôi dưỡng chứ phải ăn để là bổ khỏe, ăn để mà làm nhân làm duyên để cho dục nó sanh khởi, là không phải có cái sự thọ dụng đó, là không đúng. Và tiếp theo nữa Phật thầy dạy mà chúng ta thấy quá tuyệt vời luôn, phải do cái sự tham nhẫn chúng ta mới diệt trừ được các lậu hoặc. Người ta chửi mình, người ta nói xấu mình, người ta hàm oán mình, người ta làm cho mình bất lợi, nếu như mình không tham nhẫn thì sẽ xảy ra ấu đả, xảy ra cái sự oan trái bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, tức là chửi bới, đánh đập, sát hại lẫn nhau do không có sự tham nhẫn. Chỉ một chút xíu thôi, đó cũng chính là một điều mà chúng ta biết phải có cái sự tham nhẫn. Tham nhẫn với nội tâm này, tham nhẫn với cái sự đối khác, tham nhẫn với cái thời tiết, tham nhẫn với hoặc cái nghịch cảnh, tức là không vừa lòng mình. Đây là một điều chúng ta cần phải hiểu. Cái sự tham nhẫn này nó mới là nhân, là duyên để chúng ta thành tựu cái sự an lạc, cái sự tốt đẹp. Bởi vì mà mở đời ta kêu là chữ nhẫn nhé, chữ nhẫn hay là vạn điều phải nhẫn, thì dạy cho tâm ta nó thành tựu, nó chuyển hóa cho ta nhiều cái điều tốt đẹp. Cũng như mình tham nhẫn đối với tâm mình, cái tâm mình nó chạy nhảy, chúng ta giữ gìn, chúng ta
buộc nó phải không có. Bây giờ chẳng hạn chúng ta ngồi kiết già, hay chúng ta đi kinh hành, hay chúng ta ngồi học, chúng ta ngồi nghe pháp, tâm này nó phải an trụ. Mà nó không ăn, nó đau nhất, nó khó chịu thì chúng ta phải cố gắng chịu đựng cảm thọ khổ của thân và cái của tâm này, và chúng ta phải kham nhẫn nó, chúng ta mới thành tựu được, mới vượt qua được. Làm các công việc ở xã hội cũng như thế, phải có sự kham nhẫn. Cái sự kham nhẫn để là cái gì? Nó là một cái chất liệu, nó là một cái nội lực mà nó tàn ẩn, để nó có đủ sức, đủ khả năng để công phá được. Và một điều hết sức là bài học của cuộc đời, đó chính là sự tránh né. Tránh voi không hổ mặt nào. Những con người hung tợn, những con người hung dữ, hay là những cảnh phiền não nó mang tới cho ta, cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh bị cảnh xúc, cảnh pháp, hay là sắc thân khí bị xúc pháp này, chúng ta tránh né được chừng nào, bớt chừng đó. Cũng như chúng ta tránh né, chúng ta không nhìn những cái cảnh mà chúng ta đưa tâm ái luyến, không nghe những cái tiếng mà làm chúng ta phải phải mê mà theo. Thì như thế, kính thưa quý vị, như vậy thì quá quá là tuyệt vời, quá là tốt đẹp. Thì cái sự tránh né nó là một cái điều mà có thể nói rằng tâm của mình cần phải có một cái sự chuẩn bị, cái sự nhìn kỹ, cái sự xét kỹ, và từ chỗ đó chúng ta tránh né đi. Tránh né ở đây để cho tâm thân đau khổ, tránh né về cái cảnh có thể gây tới cái phiền não, tránh né cảnh xấu, ngay cả cảnh tốt cũng vậy luôn, để cho tâm của chúng ta phải dễ sanh phiền não. Hay là cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái nghe ngửi nếm đụng, nó cũng như thế, thì chúng ta cũng tránh né để cho tâm của mình không thể đau khổ. Thì đó cũng chính là chúng ta những ngăn trừ phiền não, hay là dự đường phiền não, cũng bằng cái sự tránh né. Tâm của chúng sinh nó nhiều thứ, nó nhiều điều, mà nếu như chúng ta biết rằng cũng muôn hình dạng trạng, vì vậy cho nên chúng ta biết tránh né để không cần phải, để không phải phải mang họa vào thân, hay là tự chúng ta mang những phiền não vào thân của mình, hay là bị vạ lây, bị cộng nghiệp, do bị cộng nghiệp, thì chúng ta cũng biết tránh né. Và tránh né này là một trong những cái đó, nó khỏi sanh đi cái phiền não. Bây giờ mình bực bội cái người đó, mình không thích người đó thì nên tránh người đó. Hay người ta hung dữ quá thì chúng ta phải tránh né. Người ta không tu tập thì chúng ta tu tập, thì chúng ta tránh né cái người dễ vô, cái người phóng giận. Và các pháp tiếp tục, Đức Phật này dạy có phải có cái sự từ diệt, mà chính mấy chúng sinh có cái tâm từ diệt, có cái tâm từ bỏ cái sự mê lầm. Bây giờ mình biết cái điều đó nó sai, mình phải từ bỏ cái điều đó, nó không đúng. Mình phải trừ diệt nó, mình phải chấm dứt nó. Bây giờ biết là một điều sai thì chúng ta phải trừ. Chúng ta phải quyết trừ diệt nó, chứ không thể nào mà chúng ta để mà cứ nó cứ như thế này, nó như thế kia. Cái điều sai chúng ta phải biết bỏ sai, nếu là sai chúng ta chấm dứt, chúng ta phải có một cái sự trừ diệt nó. Cái điều đó nó không đúng, và chúng ta phải biết trừ diệt cái những cái nguyên nhân nó sanh lên, để rồi nó cảm thụ được, để nó sanh ra những cái quả đau khổ, sanh ra những quả đau khổ. Và cái thứ gì cuối cùng phải do cái sự gì, phải do cái sự tu tập thôi, cuối cùng phải do sự tu tập. Nếu như chúng sinh có sự tu tập, hay chúng sinh có sự trừ bỏ, cái sự trừ diệt, cái sự tu tập này để làm cho nhân lành của các thiện pháp khởi sanh, cái sự tu tập này cũng là làm cho những quả của đau khổ nó chấm dứt. Tâm mà khém tu tập á, thì mưa không thể thấm vào. Và nếu như tâm không khéo tu tập
thì mái thưa thì mưa sẽ dột, nó sẽ thấm vào đó. Cho nên là cuộc sống này, nếu như một người mà có cái sự hiểu biết rõ ràng, có cái sự phòng hộ, có cái sự kham nhẫn, có cái sự tránh né, có cái sự tu tập, có sự kham nhẫn và có cái sự trừ diệt, có sự tu tập, thì cái tướng việc ở trong cuộc đời này chúng ta đã thành tựu được, chúng ta đạt được nhiều cái an lạc trong sự tu tập cũng vậy. Và đây cũng là một bài học của thế nhân. Nếu chúng ta áp dụng cái lời Phật qua bảy cái pháp môn này, qua bảy cái cách thức này, thì chúng ta sống nó đúng pháp, sống nó đẹp đời đẹp đạo là như vậy. Và chính nhất là chính mình không phải sinh khởi sinh những cái phiền não, mà chúng ta biết cách diệt trừ nó, biết cách chấm dứt nó theo cái lời Phật dạy. Và tất cả chúng ta, nếu như chúng ta biết rằng tâm chúng ta yếu đuối và chúng ta khó thực hành những cái thiện nghiệp, thì chúng ta khó được tu tập một cách tấn hóa để thành tựu các pháp thánh, thì trong cuộc đời này chúng ta cũng nên phải có cái sự, phải điều gì chúng ta cũng phải hiểu biết về cái nhân quả tri kiến, và có sự kham nhẫn, có sự tu tập, có sự trừ diệt vân vân, thì chúng ta sẽ sống được tốt đẹp. Đây là cái pháp mà cho người tu cũng giống như người đời trong cuộc sống xã hội, mà nó thực tiễn, mà nó áp dụng vào một cách hiện tại lạc thú. Chúng ta không có ai vua, chúng ta không có hội đồng theo người, mà chúng ta biết kiểm soát, chúng ta biết tránh né cũng vậy. Là những người bạn ác thì chúng ta tránh né tránh xa. Là một người ngu gây nhiều tội lỗi, chúng ta nên tránh xa. Là con người đam mê dục lạc thì chúng ta cũng nên tránh xa, vân vân. Thì đó chính là những điều mà tạo nên cho chính chúng ta có một áo giáp, có một nhiều cái khả mà có thể vận chuyển, có thể vận hành được cho chính mình được tiến vui, được tốt đẹp. Cái sự thành công của xã hội để chúng ta có được lợi lộc, để chúng ta có được cái danh tiếng, nếu chúng ta thực hiện theo những pháp môn này mà nó cũng trùng lập đến như vậy, thì cũng phải biết nếu có sự tu tập này thì thôi, những vị ấy lớn mạnh trong pháp lực này, và vị ấy thành tựu chắc chắn vị ấy sẽ chứng đắc thánh đạo thánh quả ở trong cái ngày vị lai, hay là cái ngày gần vị đang ngăn trừ những cái phiền não tẩm định chảy ra do lậu hoặc này là như thế. Kính bạch thượng tọa cũng có được điều trình bày như vậy, tiếp theo thêm một kính cung kính thượng tọa tiếp tục điều hành. Nam mô A Di Đà nhé. Sa thú kính trình thượng tọa Tuệ Quyền. Chúng ta vừa nghe thượng tọa Tuệ Quyền đề cập đến một đoạn ngắn tóm tắt ở trong bài kinh Nhất Thiết Căn Bản Pháp Môn. Ở đó Đức Phật đề cập đến bảy cái phương cách để đối trị các lậu hoặc phiền não. Và với bảy phương cách này thì chúng ta có thể thấy rằng đối phó phiền não không đơn giản chỉ là một cách thế, mà chúng ta phải sử dụng nhiều cách khác nhau. Điều đó rất cần để chúng ta có thể học hiểu. Thưa quý vị, cũng là một trích đoạn, chúng ta bước sang bài kinh số 3 của Trung Bộ. Và trích đoạn này xin thỉnh Sư Nguyên Thông để chia sẻ vài điều. Ở trong trích đoạn bài kinh này mang tên là Thừa Tự Pháp, và Đức Phật này kêu gọi chư tỳ kheo là hãy là người thừa tự pháp bảo, đừng là kẻ thừa tự tai vật. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà ngày nay người ta nghĩ đến cái gia tài của những người đi trước là để lại chùa chiền, để lại cơ sở, để lại tài sản. Nhưng mà Đức Phật nhắc một điều rằng những cái giá trị truyền thừa về cơ sở, về tài sản thật ra nó không có giá trị như chúng ta nghĩ đâu. Mà cái giá trị thật sự chính là pháp bảo, chính là kinh điển, chính là những lời dạy của Đức Phật, và chính là tinh hoa của giáo pháp. Mời quý Phật tử lắng nghe trích đoạn của bài kinh Thừa Tự Pháp, và sau đó chúng ta sẽ thành viên thông có vài chia sẻ về điều này. Dạ, sa thú chúng con thành kính tri ân thần tòa giác đẳng. Kinh Thừa Tự Pháp, Thamma Daya Đá Xuất Tá. Này các tỷ kheo,
những đệ tử của ta, là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật. Và này các tỷ kheo, nếu các người là những người thừa tự tài vật của ta, không phải là những người thừa tự pháp, thì không những các ngươi trở thành những người mà người ta nói cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa tự pháp, mà cả ta cũng trở thành người mà người ta nói cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa tự pháp. Và này các tỷ kheo, nếu các ngươi là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật, thời không những các ngươi trở thành những người mà người ta nói cả thầy và trò là những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài vật, mà cả ta cũng trở thành người mà người ta nói cả thầy và trò đều là những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài vật. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy là những người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng tương tưởng các ngươi và ta nghĩ, làm sao những đệ tử của ta là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật. Và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Nguyên Thông giảng giải bài kinh vừa đọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính chư vị giảng sư ở trong room. Và xin cảm ơn cô Tịnh Hạnh và cô Nguyên Sinh đã post bài. Kính thưa sư phụ, cái bài này là cái bài thừa tự pháp. Ở đây thì chúng ta phải hiểu là chữ thừa tự pháp mà Đức Phật giảng dạy là tham má đa gia đa su tá. Chứ tham má có nghĩa là pháp. Mà pháp trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một cái pháp mà có thể cải mê, khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Và Đức Phật đã muốn rằng chúng ta thừa tự pháp chứ không phải thừa tự tạo vật. Vì Ngài thương tưởng chúng ta, Ngài muốn chúng ta thừa tự pháp của Ngài để trở thành bậc thánh. Là một người mà tu sĩ là không cần biết là Phật tử hay là tỳ kheo, nhưng mà đã học pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà đã thực hành giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đầy đủ giới luật, thì người đó chắc chắn là chứng đắc. Và trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì con đã gặp nhiều người mà chỉ qua sự nhận lãnh các pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni qua những vị tỳ kheo mà người đó đã chứng tam quả. Đó là cái bà mà thôn trưởng của cái Thủy La Thôn được thấy cho chư vị tỳ kheo đến thì bà đã mới hỏi, và những người đó đã nói rằng là đi đến cái để mà tìm cái chỗ, thì bà ta đã thực hiện những cái điều mà cái vị những vị tỳ kheo đó giảng dạy cho bà, những pháp mà Đức Phật đã giảng dạy cho vị tỳ kheo đó. Vì vậy thâm ma là cái giáo pháp, mà cái giáo pháp này có thể khiến cho các người có giới hạnh thực hành theo để chứng đắc. Và bà đó là một người đàn bà không phải là tu sĩ mà đã thực hành cái giáo pháp đó trong vòng chừng 2 tuần lễ thì đã chứng đắc. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, cái bài pháp bài kinh thứ 3 này là thừa tự pháp, là tham má đa gia đa su tá, là một cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ, học hỏi và để thực tập những gì mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy, mà do chư tăng đã truyền tụng lại, đã truyền trùng tuyên lại cho ngày nay. Vì vậy cho nên cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy là cái giáo pháp đó, là người hành giả đó phải tu hành. Cái điều đầu tiên là người hành giả đó phải có giới hạnh, giới luật. Thì có giới luật đó là cái người đó không có phạm luật về ít nhất là không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo và uống rượu. Và thực hành những giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy thì cái người hành giả đó được Đức Phật Thích Ca giảng dạy, và Ngài đã từ bi, đã muốn rằng các con phải là những người thừa tự pháp chứ không người thừa tự tài vật. Nếu mà các con là người thừa tự pháp thì các con sẽ được tiến tâm, bởi vì Ngài đã nói rằng nếu các ngươi là những người thừa tự pháp thì các ngươi, người ta sẽ nói rằng các con sẽ là những người thừa tự pháp chứ không phải thừa tự tài vật. Còn ngược lại, nếu mà con thừa tự tài vật thì người ta nói cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật. Thì như vậy
là không được cái tiếng thơm, mà lại là có được cái tiếng xấu. Vì vậy cho nên trong cái bài kinh này chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó, và phải là người thừa tự pháp của Thế Tôn để lại. Và dù rằng qua 25 thế kỷ, qua 2564 năm qua, thì cái giáo pháp của Thế Tôn vẫn còn nguyên vẹn, mà chúng ta đã đầy đủ. Là cái bài hôm nay mà chúng ta sẽ biết là chúng ta đang học bài Trung Bộ Kinh, mà chẳng những Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh vẫn còn đầy đủ đối với chúng ta. Đó là một cái điều hạnh phúc cho chúng ta. Vì vậy kính thưa sư phụ và kính thưa đạo tràng, khi mà chúng ta học bài kinh này thì chúng ta phải dốc tâm mà tu hành theo lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy, là chúng ta phải thừa tự pháp của Ngài đã để lại. Mà muốn thừa tự pháp của Ngài để lại thì cái điều quan trọng là chúng ta phải đầy đủ cái giới luật, ít nhất là ngũ giới, là không sát sanh, không trộm cắp, tà dâm, nói láo và uống rượu. Còn những tỳ kheo là 227 giới, cũng từ trong những cái ngũ giới này mà nó ra. Vì vậy cho nên phải là những người thừa tự pháp thì mới xứng đáng là đệ tử của Thế Tôn, chứ không nên thừa tự tài vật. Vì Ngài đã nói rằng làm sao những đệ tử của ta là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật. Và này các tỳ kheo, nếu các ngươi là những người thừa tự tài vật của ta, không phải là những người thừa tiểu pháp đó, thì không những các ngươi trở thành những người mà người ta nói cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật. Cái đó là cái điều mà chúng ta không muốn xảy ra, không muốn khen, bị chê như vậy đó. Vì vậy chúng ta, nếu mà chúng ta làm mà người thừa tự tài vật đó, thì Đức Phật nói rằng mà ta cũng trở thành người mà người ta sẽ nói cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật. Như vậy là chúng ta đã không làm tròn nhiệm vụ của một người đệ tử của Đức Phật. Vì vậy cho nên chúng ta phải là những người siêng năng học pháp, hiểu rõ giáo pháp và thực hành cái giáo pháp. Kính thưa chư vị, con còn nhớ rằng Đức Phật đã nói rằng khi mà tới ngày giờ lâm chung của Ngài đó, thì Ngài nói một cách cúng dường Thế Tôn cao thượng nhất là phải hành theo những điều mà cháu nói, tức là phải thực hành những lời giảng dạy của chúng ta. Mà điều đó là điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng đó là sự cúng dường cao thượng nhất đến Thế Tôn, là hành theo những lời Ngài giảng dạy. Vì vậy chúng ta nhất quyết phải là những người thừa tự pháp, không là những người thừa tự tạo vật. Và đó là cái châm ngôn mà những người con Phật, những người đệ tử Phật, dầu tại gia xuất gia đều phải tâm niệm và thực hành. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà con hiểu trong bài pháp mà hôm nay chúng ta học, là kinh thừa tự pháp Thamma Đa Gia Đá Sú Tá. Dạ, con xin thỉnh sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đúng. Và con xin chân thành tri ân chư vị đã lắng ta nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thủ, xin chào sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, chúng ta đến một cái trích đoạn tiếp theo, là trích đoạn của bài kinh số 4. Trích đoạn bài kinh này sẽ thỉnh thượng tọa Pháp Đăng giảng dạy ý nghĩa rộng rãi. Chúng ta nhớ rằng bài kinh số 4 này, mà qua đó Đức Phật Ngài trả lời cho Bà La Môn Janusuni, là một vị tỳ kheo, là người có khả năng sống một mình ở nơi thanh vắng, đặc biệt là trong rừng sâu núi thẳm. Khi mà sống một mình trong rừng sâu thì vị đó phải đối diện với chính mình, và một ở trong những điều mà vị đó phải đối diện tức là nỗi sợ hãi khi sống ở trong rừng vắng. Nhiều người trong chúng ta thì khi đối diện với sợ hãi thì chúng ta thường trông gậy rằng có một người đi cùng. Thí dụ như một mình sợ phải đi hai người, hoặc giả là chúng ta có một cái tỉnh thức, một cái am mà được vững chắc với kính cổng cao tường, có then dài, có khóa chắc chắn, hay hoặc giả là chúng ta trông cậy vào cái gì đó. Vậy thì khi Đức Thế Tôn Ngài sống trong rừng, bằng kinh nghiệm của chính Ngài, Ngài đã nói rằng Ngài dựa vào điều gì để xóa tan những nỗi sợ hãi đó? Một
một cái tâm trạng rất thực cho bất cứ ai sống ở trong rừng sâu. Bây giờ mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng dạy cho ý nghĩa của trích đoạn bài kinh số 4 này. Dạ, sa thú chúng con thành kính trang thần tòa nhắc đặng. Bài kinh số 4, kinh sợ hãi kiếp đạp. Phá giá về Vô Ra Quá xuất tán. Này Bà La Môn, xưa kia khi ta chưa chứng ngộ chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta nghĩ như sau: thật khó khăn nhẫn những trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, thật khó khăn đời sống viễn ly, thật khó thưởng thức bề sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vì tỷ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, rồi ta suy nghĩ, những sa môn hay Bà La Môn nào thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước thân nghiệp không thanh tịnh, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta có thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, thân nghiệp ta thanh tịnh, ta là một trong những bậc thánh. Đối với thân nghiệp thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, này Bà La Môn, ta tự quan sát thân nghiệp hoàn thành hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải bài kinh vừa đọc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Alo. Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, để được tề tri thì được quyền thông cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào bà cô thần nữ, thân chào Phật tử. Ở trong cái đoạn kinh này đó thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật ngày nói mình sống trong rừng núi đó thì thật là đáng sợ. Nhưng mà ở chỗ Đức Phật ngày muốn nói đó thì một người khi có cái thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh hay ý nghiệp thanh tịnh, thì người này do cái sự suy tư về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thanh tịnh như vậy, người này sẽ sống tinh. Thì mình hiểu rằng giới cộng với định, là khi mà giới thanh tịnh rồi đó thì tu tập định. Là khi mà hiểu rằng cái tâm chúng ta đó mà lo âu hay sợ hãi thì cũng chính là cái tâm của chúng ta. Tâm chúng ta nó có những cái tâm sở. Ví dụ chúng ta thấy si thì có vô tàm, vô úy, khống vật. Tham thì có tà kiến, ngã mạn, những cái tâm sở sanh cùng. Và khi mà như là si đó, thì si có si hoài nghi. Si thì có si phóng vật. Và có những cái sở hữu như là si phóng vật hợp theo. Thì vấn đề thì rối loạn thường thường thì chúng ta biết rằng cái mắt chúng ta thường nhìn cảnh sắc đông người. Nhưng mà khi vào trong rừng ấy, thì nó lại yên tĩnh. Cái tâm chúng ta nó sẽ có những cái tưởng, mình gọi là cái sắc tưởng đó. Một cái sắc tưởng điên đảo. Và khi mà nhìn rừng núi như vậy đó thì cái tâm mình lại rối loạn. Nhưng mà những người mà thường có cái tưởng tu tập đó thì họ tưởng mình ưa thích độc cư. Thì những người đó họ sẽ tận dụng cái sự độc cư đó để yên tĩnh, để niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm hơi thở, hay niệm tịch tịnh, hay niệm tử thi, hay là niệm sự chết. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình nói, mình hiểu đó thì mắt khi mà cảnh sắc thì xúc chạm một cảnh sắc, mình gọi là nhận thức biết cảnh sắc. Do cảnh sắc xúc chạm vào mắt là nhãn xúc thì sanh lên nhãn thọ, nhãn thọ thì sanh lên sắc tưởng, sắc tưởng thì sanh sắc tư, là sắc tầm, sắc tứ. Thường thì chúng ta quen với mắt, mắt cảnh sắc, và chúng ta tìm kiếm những cái khoái lạc ở trong cuộc đời này
Nhưng mà chúng ta, trừ khi nào chúng ta có cái sự sợ hãi, cái sự luân hồi do cái tâm lôi kéo, những cái tâm tham lôi kéo chúng ta vào những cái dục lạc, do thân chúng ta làm việc sát sanh, trộm cắp, dâm, mình gọi là thân nghiệp không thanh tịnh. Thì cũng như vậy, chúng ta có tai để nghe cảnh thinh, và cũng là thinh tưởng, chúng ta thường nghe những cái âm thanh, những cái nhạc điệu, những cái giai điệu thu hút lòng tham, hoặc là những cái gì trái ngược lại thì chúng ta sân hận, và chúng ta không biết được như vậy nên chúng ta thường gọi là si mê. Và những người có những cái sự tu tập đó thì họ thấy được cái âm thanh đó, nó làm ồn ào, nó làm cho nhĩ thức sanh khởi, và chúng ta rất là khó để tập trung vào những cái đề mục hoàn tịnh như là đề mục đất nước lửa gió xanh đỏ trắng vàng ánh sáng hư không. Ta vào trong rừng không có những cái tiếng ồn của nam nữ, tiếng ồn của cồng chiêng, tiếng ồn của xe ngựa, tiếng ồn của những cái nhạc cụ, thì chúng ta sẽ dễ đạt được những cái thiền chứng do không có cái cảnh thinh làm ồn. Cũng như vậy, cảnh khí, cảnh vị hay là cảnh xúc, thân xúc chạm vào những cái thân căn, rồi cảnh xúc, rồi thân thức, rồi thân xúc, rồi thân thọ, rồi xúc tưởng, thì những cái điều đó chúng ta quen với những cái tưởng điên đảo. Và nếu cái tưởng điên đảo thì quý vị cũng vẫn biết là cái tâm điên đảo và cái kiến điên đảo, theo những cái điên đảo vọng tưởng. Còn một người khi mà muốn cái thân của mình ngồi ngay thẳng, kiết già, hay là đặt niệm trước mặt, suy xét về giới mình trong sạch, giới này sẽ làm cho mình dễ dàng đạt được cái định. Đó là cái ý nghĩa mà một người đi tìm vào trong rừng núi. Nên khi mà chúng ta thấy Ngài nói về ta tự tin xác chứng hơn khi sống trong rừng núi đó, thì chúng ta hiểu rằng một cái người mà muốn thân viễn ly, tâm viễn ly và hữu viễn ly đó, thì không thể nào mà không tìm một cái cảnh yên tịnh, như là bị khuấy rối những cái giác quan của chúng ta. Nếu mà chúng ta ở chỗ nào cảnh sắc nhiều cái lè lẹt, nhiều cái màu sắc, nhiều cái hấp dẫn đối với cái lòng tham đó, đó là cảnh sắc dục. Cũng như vậy, những cái âm thanh từ những cái nhạc cụ, từ những cái người khác phái mà chúng ta cũng thường nghe trong tăng chi, mà Đức Phật nói rằng ta không thấy sắc nào, thinh nào, khí nào, vị nào, xúc nào, pháp nào đối với chinh phục lòng người nam bằng sắc, thinh, khí, vị, xúc của người nữ. Thì chính vì những điều đó đó thì chúng ta thấy rằng một cái người mà muốn hướng đến thân viễn ly, tâm viễn ly, hữu viễn ly đó, thì họ phải có cái trú xứ tương ưng để có thể viễn ly tham được, viễn ly sân, viễn ly si được. Như vậy thì cái rừng núi làm cho Ngài tự tin hơn để có thể đạt được sơ nhị tam tứ thiền, và đạt được các cái loại thần thông để có thể thành một cái vị chánh giác được. Thì cũng như vậy, khi mà mình thấy rằng một cái người, Đức Phật Ngài thường nói trong trăm ngàn người đến với Phật giáo đó, thì có ít thọ tam quy. Trong trăm ngàn người thọ tam quy đó, có một hai người tu thiền. Và trong một ngàn người tu thiền như vậy á, thì có một hai người để đắc thiền. 100 hay là 1000 người đắc thiền như vậy, trong đó có một người đắc đạo quả. Thì Đức Phật Ngài so sánh như vậy đó, khi một cái người mà khi mà họ tu tập đó, mà họ vượt lên để họ thích sống độc cư đó, mà họ không sợ hãi đó, thì cái tâm lực của họ đó phải mạnh, và đời sống của họ phải có giới hạnh. Thì ở trong cái đoạn này đó, thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho thượng tọa tiếp tục điều học. Nếu mà còn đoạn nào thượng tọa muốn con giảng thì thượng tọa chỉ dạy, thì con sẽ giảng để phụ giúp với quý vị, quý thượng tọa. Dạ, con xin xuống mic. Sa thú, kính trình thượng tọa đang giảng
đoạn số 8. Thưa quý vị, chúng ta bước qua một trích đoạn của bài kinh số 5. Bài kinh này là bài kinh Quế Nhiệm. Và bài kinh này sẽ thỉnh Thư Lạc Từ Siêu giảng dạy ý nghĩa này. Tôn giả Sariputta có đề cập đến bốn hạng người. Hạng người quế nhiễm không biết quế nhiễm, hạng người quế nhiễm biết quế nhiễm, và hạng người không quế nhiễm mà lại không biết mình quế nhiễm, và hạng người không quế nhiễm là biết mình không quế nhiễm. Thì Ngài nói rằng trong bốn hạng người đó, có hai hạng người đáng được tán thán và có hai hạng người không đáng được tán thán. Lời dạy của tôn giả có thể làm ngạc nhiên vì nhiều người trong chúng ta, nhưng mà chúng ta hãy đọc vào chánh văn và sau đó thì cung thỉnh Thư Tọa Tế Siêu giảng dạy ý nghĩa về câu trả lời và câu nói của tôn giả Sariputta. Xin mời MC đọc cho phần cho câu cho câu trích đoạn kinh số 4 và kinh số 5, xin lỗi quý vị. Dạ, xã thủ linh thai, con kính tri ân thượng tọa đẳng và thượng tọa pháp đăng, và con xin đọc đoạn kinh số bài kinh số 5. Kinh không uế nhiễm, Anang Gana Sút Tá. Này chư hiền, ở đời có bốn hạng người, thế nào là bốn? Chư hiền, ở đây có hạng người có cấu uế nhưng không thật tuệ tri, nội thân ta có cấu uế. Lại nữa chư hiền, ở đây có hạng người có cấu uế và như thật tuệ tri, nội thân ta có cấu uế. Lại nữa chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế nhưng không như thật tuệ tri, nội thân ta không có cấu uế. Lại nữa chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế và như thật tuệ tri, nội thân ta không có cấu uế. Chư hiền, ở đây hạng người có cấu uế nhưng không như thật tuệ tri, nội thân ta có cấu uế. Trong hai hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. Chư hiền, ở đây hạng người có cấu uế và như thật tuệ tri, nội thân ta có cấu uế. Trong hai hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người ưu thắng. Chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế nhưng không như thật tuệ tri, nội thân ta không có cấu uế. Trong hai hạng người này không có cấu uế, trong hai hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. Chư hiền, ở đây hạng người không có cấu uế và như thật tuệ tri, nội thân ta không có cấu uế. Trong hai hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người ưu thắng. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng dạy bài kinh vừa đọc. Nam Mô Tha Giá. Nam Mô Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính bạch trên Tôn Đức, kính thưa quý vị. Trong bài kinh Anaganasutta, kinh vô uế hay là không có cấu uế, Tôn giả Sariputta Ngài nói lên bốn hạng người trong đó có hai hạng người có cấu uế và hai hạng người không có cấu uế. Chỉ cấu uế ở đây tức là cái sự quý nhiễm do những cái phiền não, những cái tật xấu
Trong hai hàng người có quế, thì cái hàng người mà tự mình có quế nhưng mà không biết rằng mình có quế, thì đó là hạng người hạ liệt. Còn trong hai hạng người có quế đó, người mà có quế biết mình có quế, đó là người ưu thắng. Vì sao vậy? Là một người không có, một người có quế nhưng mà họ không biết rõ là họ có quế, do vậy họ không có cái sự cố gắng nỗ lực để đoạn trừ có quế đó. Ngài Xá Lợi Phất là ví dụ giống như một cái bát bằng đồng hay một cái bình bằng đồng mua từ chợ về. Cái bát cũ kỹ bị quen ố, bị rỉ, bị ten, nó làm cho cũ kỹ. Khi cái bát đó đem về, cái bát đồng đó đem về, người ta lại bỏ quên ở trong một số nhà, thì cái bát đó từng chủ có quế, nó sẽ càng có quế hơn. Cũng như người có quế mà không biết rằng mình có quế, thì người đó không có cái sự cố gắng nỗ lực để tiến hóa. Còn hạng thứ hai, có quế, biết rằng mình có quế, thì hạng người đó tôn giả Sariputta gọi là, trong hai hạng người này thì họ là thù thắng. Vì sao vậy? Là bởi vì một người và họ có cái tật xấu, có phiền não, họ ý thức được rằng mình có phiền não, có cái tật xấu, nhờ sự ý thức đó mà họ cố gắng nỗ lực để dẹp bỏ những cái cố quế này, do vậy mà họ trở thành tốt. Cũng như cái bát bằng đồng mà người ta mua từ chợ về, nó bị bụi đóng và rỉ ten, nhưng mà người chủ họ đem về, họ lại thường xuyên lau chùi mỗi ngày, lâu ngày cái bát đó nó trở thành, cái bát đồng nó trở thành sáng, không có bụi bẩn. Thì như vậy được xem như là một người có quế mà biết mình có quế, thì như vậy họ được gọi là thù thắng hơn trong hai hạng người có quế. Bây giờ hai hạng người sau đó
là hai hạng người không có cố quế. Nhưng mà đối với hạng người thứ ba thì họ không như thật biết rõ là mình không có cố quế. Và hạng người thứ tư là hạng người không có cố quế, và họ như thật biết rõ mình không có cố quế. Thì trong hai hạng người này, cái hạng người không có cố quế mà không biết rõ mình là không có cố quế thì hạng người đó là hạ liệt hơn trong hai hạng người. Còn hạng người không có cố quế và cũng như thật biết rõ là mình không có cố quế, hạng người đó là người thù thắng hơn trong hai người này. Vì sao vậy? Tôn giả Sariputta ngài có ví dụ giống như cái bình bằng đồng mà người ta mua từ chợ trở về, nó còn mới, còn sạch, còn sáng loáng. Nhưng mà khi mua về thì người ta, người chủ nhà hỏi lại để vào góc xó, họ không quan tâm đến. Không có lau chùi. Thì như vậy cái chiếc bình đồng lúc đầu thì nó được sạch, được sáng, nhưng mà vì bỏ phế đó, cho nên nó trở thành cố quế, nó trở thành cái vật dơ bẩn. Còn hạng người, trong hai hạng người này, hạng người không có cố quế, biết rõ mình không có cố quế, thì hạng người đó được xem là thù thắng, bởi vì cũng giống như người ta đi mua một cái đồng, một cái bình bằng đồng ở từ vừa trở về, cái bình đó vốn dĩ đã không có cố quế, được sáng, được sạch. Từ khi mà mua đem về thì người chủ nhà lại cũng thường xuyên quan tâm chăm sóc cái chiếc bình đó và cứ lau chùi mỗi ngày, cho nên cái bình này hồi mới mua về nó đã bóng sáng và càng ngày nó càng sáng sủa lên. Như vậy thì nó tóm lại là trong bốn hạng người đó, hạng người mà chúng ta nên theo gương để tu tập đó là hạng người thứ hai, là nội thân có cấu quế, biết rõ nội thân có cấu quế. Đó là hạng người tốt đẹp mà chúng ta cần phải nhớ, cần phải học thuộc lòng. Còn về hạng người không có cố quế, lại biết rõ mình không có cố quế, đó là chỉ cho những bậc thánh. Khi mà các vị được thanh tịnh, được trong sạch, không bị vấn đục bởi phiền não, thì vị đó rõ là nội tâm ta không có cố quế. Cái hạng người có cố quế mà biết và biết rõ mình có cố quế nữa, hạng người đó
họ sẽ có cái sự tiến bộ vượt bậc. Còn khi hạnh người không có cấu quế và cũng biết rõ mình không có cấu quế, họ mới duy trì được. Nếu chưa đắc được quả la hán, họ còn là bậc hữu học hay còn phàm phu, tham phần, sân phần, si phần, thì người này cái hạng người mà không có cấu quế, mà biết rõ mình không có cấu quế, thì những vị đó nếu như là bậc hữu học thì các vị đó sẽ làm, sẽ được tăng tiến, sẽ làm cho viên mãn cái sự giác ngộ. Còn đối với các bậc thánh, bậc A-la-hán, các ngài đã thanh tịnh phiền não, thì các ngài biết rõ là thanh tịnh phiền não, và biết rõ đã thanh tịnh phiền não, thì đối với các vị A-la-hán là những bậc vô học, các vị không còn chuyện gì cần phải làm nữa. Nhưng mà các ngài do biết rõ như vậy, cho nên các ngài đã trở thành một phước biển vô thượng ở đời. Có hạng người đó, cái hạng người thứ hai thì chúng ta nên đau gương tu tập, và cái hạng người thứ tư thì chúng ta cũng lấy đó làm gương, và chúng ta có cái sự kính trọng tuyệt đối. Nhưng mà đối với hai hạng người, nếu mà hạng người thứ nhất không, hạng người thứ nhất có quế, không biết có quế, đó là hạng người xấu, là hạng người phàm phu mà họ không có nhận thức, không có ý thức được, thế là họ sẽ có cái sự lưu sụp. Còn hạng người không có quế, nhưng họ không biết mình không có cấu quế, thì ở đây đó, các vị sẽ suy nghĩ rằng đã gọi là hạng người không có cấu quế, tại sao còn có trường hợp lại là không biết rõ mình không có cấu quế? Ở đây thưa quý vị, có những hạng phàm phu khi họ sống bằng nhờ bằng cái phước, khi họ sinh ra ở đời họ được giàu sang, nhàn nhã, họ không có phải ở bôn ba, không có phải lăn lộn trong cuộc đời này, và lúc nào họ cũng cảm thấy là họ không có bị phiền não, họ không có sát sanh, không có trộm cắp. Thì đối với hạng người đó đó thì được gọi là hạng người không có cấu quế. Nhưng mà cái sự không có cấu quế đó là do nơi cái phước hỗ trợ, tâm họ được trong sạch, nhưng mà họ không có trí tuệ để nhận thức được, thì dần dần bắt đầu họ bị lưu sụp, đi đến cái chỗ tội lỗi, cái chỗ có cấu quế.
Đó là nội dung của cái bài kinh Vô Uế mà tôn giả Sarvuttá này đã thuyết. Bây giờ thì xin kính thỉnh thượng tọa giáo đẳng trở lại điều họ tiếp tục trong buổi với thầy. Sa kính trưng thượng tọa Tuệ Siêu, xin được hỏi thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy, xin thượng tọa thì cho biết. Thưa quý vị, người đi xuất gia đó thì cũng có những cái cần thiết mà đáng được hy cầu như là người cư sĩ, nhưng mà có thể ở trong hình thức khác tế nhị hơn. Thí dụ như ở trên đời có ba thứ phước, đó là phước vật, phước đức và phước trí. Phước vật tức là không có thiếu thốn về vật chất, phước đức là đầy đủ tình thương, và phước trí tức là người được sáng suốt minh mẫn. Thì người xuất gia đó, ở trong một phần nào đó thì cũng cần có những thứ phước như là đồng phạm hạnh thương mến, hay là không có thiếu thốn về những cái nhu cầu, những cái nhu yếu của đời sống, hoặc là thành tựu chánh trí. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rằng nếu mà mình mong như vậy, mình muốn như vậy, thì mình phải có những cái điều kiện. Có những điều kiện này chúng ta sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Và lời giải thích quả thật là rất là lơi lạc để chúng ta suy nghĩ trong thế giới ngày hôm nay. Mời quý Phật tử quan thị đọc cho phần chánh kinh, và nếu có thượng tọa Tuệ Quyền thì chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền giảng, còn không thì chúng ta sẽ trở lại với đức đoạn này. Xin mời cô Tịnh Hạnh. Nhà sa thú, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu và thượng tọa Giác Đẳng. Con xin phép được đọc bài trích đoạn bài kinh 66, kinh Phước Nguyện Akhanh Khay Giá Xuất Tá. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta được các đồng phẩm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực, sàn tọa và các dược phẩm trị bệnh, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta nay hưởng thọ các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực, sàn tọa và các dược phẩm trị bệnh, mong rằng hành động của những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, vân vân, trú xứ không tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng những bà con huyết thống với ta khi họ chết và mình chung nghĩ đến ta với tâm hoan hỷ, và nhờ vậy được quả báo lớn, lợi ích lớn, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, vân vân, như trên, trú xứ không tịnh. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải bài kinh vừa đọc. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Đức Phật đã chứng đức tăng, thưa toàn thể quý vị. Có thể nói rằng nếu dùng ý nghĩa của ước nguyện của một người tu tập á, thì ở đó cái sự ước nguyện này mà được gọi là cái sự thanh tịnh, được cái sự tốt đẹp, ý nguyện, cái ý niệm đó hay là cái ước nguyện đó, nó phải được thành tựu, nó khác hơn. Bởi vì nếu như mà một người tu mà cứ nghĩ rằng là mong
thông cho tất cả người khác, sẽ luôn luôn kính trọng, sẽ luôn luôn yêu quý, sẽ luôn thương mến ta. Hay là ta ở chỗ này nó sẽ được được tốt đẹp cái điều này, nó được hoàn thực, nó được y phục, nó được điều kiện, nói chung là điều kiện tiện nghi vật chất. Thì khi một cái tâm hành khởi lên của những người này thì giá trị đó nó rất là thấp kém, không phải là một cái nơi, không phải là kỷ niệm đó nó được tốt đẹp, không phải cái nơi đó mà ước nguyện đó, cái trú xứ này nó cũng như là cái điểm đó, cái chỗ đó nó không có thanh tịnh, nó không có tốt đẹp. Thí dụ như bây giờ bất cứ một cái điều gì, khi chúng ta khởi sanh lên cái thiện pháp, mà cái thiện pháp đó chúng ta làm bằng cái tâm dứt bỏ, làm một cái tâm không chấp hữu, mà thấy chia sẻ cho người, ban bố cho người để dứt bỏ cái lòng bổn xẻng của mình, thì cái tâm đó, cái tâm muốn chứ cái dựng đó, cái tâm tốt mà nó tốt đẹp, mới ba la mật, cái tính ba la mật nó lớn. Còn một người mà làm mà có ước nguyện là mình phải được hàng tên danh tuổi, mình được ước nguyện cái này, mình được thành tựu cái kia, kết quả trời, kết quả người, hay được sự an định, được cái sự cũng như là mình dùng các hành lệ để mình xóa mờ cái ác nghiệp của mình, bởi vì mình cũng như là nếu như một sự trao đổi thì những cái tâm mà làm những cái việc thiện đó nó rất là yếu, nó rất là dở, nó không phải là một cái thiện tâm nó lớn lao. Hay là mình làm mà để mình coi như là để như là một cái mình chuộc lại, mình mua lại những cái kiểu như là làm đấy, chúng ta cũng như là cái rửa tiền đó, vì mình tội lỗi nhiều quá, thì bây giờ mình làm để mình xóa mờ bớt, để cho mình nó pha bớt đi, thì cái đó chính là một cái điều mà cái tâm lý như vậy, nó cũng như là một cái điều mà nếu chúng ta làm như thế thì nó sai. Một người tu mà muốn được người ta thương yêu mình, được nhiều vật dụng, mình được thọ dụng, hay mình được ở, được ăn, được sống với người thân của mình, với cái người tức là người trên kẻ dưới, giờ phải biết sợ, biết tôn trọng ta, và thì ở nơi đó, đó là trú xứ đó, nơi chỗ đó nó sẽ không tốt đẹp đối với tâm ý của một con người như thế. Có thể nói rằng là một chúng sinh phàm phu thì hay bị cái danh cái lợi, bị cái vật dụng, nói chung là danh cái lợi đó, nó làm chúng ta luôn luôn có một sự lựa chọn, chúng ta luôn luôn có một cái sự sắp xếp suy tính thế này thế kia, cho nên chúng ta rất là dễ dàng dính mắc. Và ngày dạy đây là nơi thanh vắng, chỗ kia là cái nơi mà nơi này là nơi cứ như là khu rừng nọ, bảy tha ma kia ở gốc cây này, gốc cây nọ là chỗ các ngươi cần đến. Mà nếu như một tâm của người tu mà sợ hãi cái nơi thanh vắng, sợ hãi những cái bộ cội cây, những cái nơi chốn xa xôi, thì một người tu đó mà ở những cái nơi an toàn khác, thì cái nơi đó nó không phải là một cái nơi nó thanh tịnh, cái nơi nó tốt đẹp được. Bởi vì nó phần gì vậy, cái chỗ ở mà nó gây rất nhiều cái khó khăn đó. Mà nếu như tâm của mình mà yên tĩnh được đó, thì chúng ta cũng nên ẩn, phải ẩn dọc cho bất cứ có những khó khăn gì, chúng ta cũng nên vượt qua để ẩn tham nhẫn, để chúng ta tu tập. Còn nếu như cái nơi nào nó đầy đủ về tiện nghi, đầy đủ về vật chất, bốn món vật dụng vật dụng, hay là đầy đủ về cái hội chúng đông đảo mà nó được vui thích, mà nếu như tâm của mình mà không có tấn quá, không có tu tập, thì nơi đó cũng phải bỏ đi. Thì đó có lời Phật kệ khuyên dạy như vậy. Thì những cái nơi cách đó là những cái nơi nó không tốt đẹp, cũng như là cái ý niệm, cái ước nguyện của chính chúng ta là cái ước nguyện nó phải được cái sự không bị vướng bận, không có bị vướng vấp ở một cái nơi chốn, dầu cho là cõi bước nào cả, thì đó chính là không có nơi mình chạm tới đó. Thì kính bạch thượng tọa, đây chính là vài lời mà con có sự suy nghĩ như vậy. Thì tiếp theo kính cũng tỉnh thượng tọa thì tiếp tục đến cái đọc kinh này để giảng dạy rộng hơn nữa. Kính cũng tỉnh thượng tọa, mong mong của thầy nhé.
Sa thú kính trân Thượng Tọa Thiện Nguyện. Xin được quý vị có vị nào cho biết là Thượng Tọa Pháp Đăng có mặt ở trước, nếu Thượng Tọa Pháp Đăng đang có mặt trước máy, xin Thượng Tọa quan hệ cho biết. Thưa quý vị, chúng ta tiếp theo một trích đoạn của Trung Bộ. Đây là trích đoạn của phần số 7. Đó là kinh Bốn Dụ, hay là kinh Ví Dụ Tóm Tại. Bài kinh này, Đức Phật Ngài cho chúng ta một cái gợi ý là trước khi mà chúng ta muốn thành tựu chánh trí, thì chúng ta phải có được một cái nội tâm thích hợp. Cũng như là mình muốn trồng cây lành trái ngọt, thì cái mảnh đất mà mình trồng nó phải được dọn sạch. Và ở đây Ngài ví dụ tóm vậy, một cái lời căn dặn rất là quan trọng đối với pháp hành, đối với sự tu tập cá nhân. Xin mời quý vị Phật quan hệ đọc cho phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải về ý nghĩa của trích đoạn kinh số 7 này. Mời cô Tịnh Hạnh. Nhà con thành kính tri ân Thượng Tọa Nhất Đẳng và Thượng Tọa Tề Quyền. Con xin đọc trích đoạn bài kinh Ví Dụ Tấm Vải, Vatthu Pamasutta. Này các tỳ kheo, như một tấm vải cấu uế nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúm tấm vải ấy vào thuốc. Thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được màu nhuộm không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vì tấm vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế. Này các tỷ kheo, như một tấm vải thanh tịnh, trong sạch, một người thợ nhuộm nhúm tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được nhuộm màu tốt đẹp, sẽ được nhuộm màu sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vì tấm vải được trong sạch. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cõi thiền chờ đợi một tâm không cấu uế. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải bài kinh vừa đọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ. Trong cái đoạn này đó thì bài kinh được ví dụ tấm vải. Thì nếu mà chúng ta biết tấm vải đó thì nó dính mực, hoặc là dính nhớt, hoặc là dính dầu, hoặc là dính dầu ăn, hay là dính những cái đất đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có nhuộm được một cái tấm vải đẹp. Mà cái tấm vải đẹp đó thì phải là một cái tấm vải trắng, thuần trắng như vậy đó, và nó không có bị những cái tạp chất mà dính vô trước, thì chúng ta nhuộm nó mới được tốt đẹp. Đức Phật Ngài cũng nói đưa cái thí dụ như vậy, vì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật, hay là đối với Đạo Phật, đối với Pháp của Đức Phật, thì chúng ta biết rằng nếu mà nói cho nó sâu sắc thì chúng ta biết tâm mà nó có thức, nó có thọ quẩn, tưởng quẩn, và nó có hành quẩn, có thức quẩn ở trong phần danh quẩn. Và nói cho rõ ràng mà khi chúng ta đi tái sanh cảnh giới nào đó, thì chính là cái hành quẩn, phúc hành là phi phúc hành, nói theo giáo lý thập nhị nhân duyên đó, thì chính là những cái động lực thiện dục giới, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới. Nếu mà cộng với đạo quả, cái tâm siêu thế mà không phải là tâm tứ đạo, để đi tái sanh vào những cái cõi phàm thiên, chư thiên, những cõi trời, những cõi người tốt đẹp. Còn ngược lại thì chúng ta thấy phi phục hành thì cho ra vì những cái hành động tâm tham, tâm sân và tâm si nghi đó, thì cho ra cái tâm thẩm tấn đi tái sanh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula.
Như vậy thì những cái câu quế mà Đức Phật Ngài muốn nói đó, thì chính vì mắt, tai, mũi, miệng, thân, tâm của chúng ta có câu quế tham. Câu quế tham. Dù là chúng ta có tu hành đi, nhưng mà cái câu quế tham đó, thì chúng ta thấy như ngu hành giả, khẩu hành giả đó. Tu cái hạnh con bò, tu cái hạnh con chó. Vì trước đó thấy ánh sáng từ cái thân con chó, cái ánh sáng từ cái thân con bò, nó bay lên trên hư không. Và cái vị đó nhìn thấy như vậy đó, thì nghĩ rằng con chó, con bò lên sinh lên cõi trời. Và tu theo cái hạnh con bò, con chó đó, với cái sự ước muốn như vậy. Thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài trả lời rất là rõ ràng. Nếu mà tu y như hạnh con bò, ăn uống ngủ nghỉ suy tư sở hành như con bò, thì sẽ được sanh làm bò. Người tu theo y như con chó thì được sanh làm chó. Vì chúng ta biết đó là tham. Biết đó tham. Tham thì sanh làm súc sanh. Nhưng mà Đức Phật Ngài cũng nói, nếu mà tu cái hạnh con bò, y như con bò như vậy, ăn ngủ như con bò như vậy, mà suy nghĩ rằng ta sẽ sanh lên cõi trời này, cõi trời kia đó, thì sanh vào địa ngục. Thì chúng ta thấy đó là tâm tham tà kiến. Vì cái tà kiến là hiểu sai. Nếu mà mình tu tập giống như chư thiên đó, mình có giới. Vì chư thiên họ có giới, họ giữ thân không sát sanh, trộm cắp tà dâm, họ giữ khẩu không nói ác, năm thọc tiêu dệt, nhảm nhí vô ích, nên họ có giới. Rồi chư thiên có bố thí, có những cái thiện nghiệp về bố thí, thì mình phải có bố thí. Chư thiên có sự tàm quý, hay là chư thiên có trí tuệ, có tinh tấn, thì mình phải có như vậy đó, thì mình mới sanh làm chư thiên được. Trong khi cái người tu như cái hạnh con chó thì rõ ràng chỉ hành trì như con chó thôi, hay là hành trì như con bò thôi. Thì ăn uống như con bò, đi giống như con bò, ngủ giống như con bò, và cái tâm tư suy tư giống như con bò, thì chết sanh làm bò. Vì chúng ta cũng biết rằng Đức Phật nói rằng cái tâm chúng ta nó khuynh hướng về cái nào, nó khuynh hướng về cái nào thì sẽ sanh đi cái đó. Thì cái đó gọi là ô nhiễm cái gì? Ô nhiễm. Vì chúng ta biết Đức Phật thì dạy không làm các việc ác, nhưng mà phải làm các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, và chính lời chư Phật dạy. Vì chúng ta không làm ác là không làm 12 tâm bất thiện, nhưng 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, nhưng mà chúng ta phải làm việc lành bằng 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, để sanh lên 7 cõi trời dục giới, do những cái tâm quả dục giới đó nó cho sanh lên 7 cõi dục giới. Thì chúng ta thấy rằng như vậy. Còn nếu mà chúng ta tu thiền sắc giới đó, thì cho ra 5 tâm quả thiền sắc giới để sanh về 16 cõi sắc giới. Và nếu chúng ta tu đắc được thiền vô sắc đó, thì 4 tâm thiền vô sắc cho sanh lên 4 cõi vô sắc. Như vậy là cõi 31 cõi. Và chúng ta trừ ra 4 cõi khổ, đó là khổ thú. Còn những 26 cõi vui là cõi vui, trừ ra cõi vô tưởng. Như vậy thì Đức Phật Ngài muốn nói rằng một cái tấm vải đó là mình hiểu chung đó là cái tri kiến của con người. Cái người mà có cái tri kiến điên đảo đó, cái kiến điên đảo, tâm điên đảo và tưởng điên đảo đó, thì người đó sẽ không có thể nào có thể sanh lên cõi vui được. Như vậy thì ở trong cái đoạn này, nếu chúng ta hiểu sâu sắc thì chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng vị Đức Phật nói rằng vô minh và hành là cái nhân quá khứ, thức là cái quả hiện tại. Thức đó là nghiệp thức, quả thức. Nghiệp thức nơi đây là những cái nghiệp nào mà do tâm, thân, khẩu, ý chúng ta làm, mà chúng ta nói là thân, khẩu, ý, thì cái nào cũng phải có thân, khẩu, ý với nhau hết. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái nghiệp thức là như vậy. Cái quả thức là 19 cái quả tục sinh, 2 thẩm tấn, 8 đại quả, 9 quả đau đại. Đó là 19 cái quả thức đi tục trong 31 cõi. Và cái tâm thẩm tấn do tham sân si nó đưa ra cái tâm thẩm tấn quả bất thiện đó, để tái sanh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Vì 8 cái tâm này mà cho ra cái tâm quả tục sinh thôi đó, nên chúng ta học trong 9 hạng người đó, chúng ta thường nhớ là cái người có tưởng, tưởng mà sanh ra cái tưởng động nhất mà sanh ra cái thân dị biệt. Cái tưởng là có một tưởng là cái tâm thẩm tấn thôi, nhưng mà sanh vào địa ngục á, là do cái tà kiến, mà sanh làm súc sanh là cái tham,
do sanh lầm ngã quỷ là tham bỏng sẻn, không có biết bố thí mà sanh lầm ngã quỷ, do sân mạnh sanh lầm Atula. Như vậy thì đó là tưởng, là một thứ thứ tưởng thôi, nhưng mà khi sanh ra tưởng đồng nhưng mà thân dị, thân ngã quỷ khác, thân súc sanh khác, thân địa ngục khác và thân Atula khác. Nên chúng ta thấy Đức Phật ngài nói rằng một cái người mà có cấu quế đó, thì chúng ta biết cấu quế là nó nhiều loại, cũng giống như mực, dầu, rồi nhớ, rồi đất, rồi những cái loại mũ này mũ kia nó dính lên miếng vải, thì miếng vải nó sẽ không có một cái miếng vải nhuộm ra đẹp. Thì những cái cấu quế đó mà chúng ta hiểu giống như là tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si, thì nó cho ra cái sự tục sinh mà đi vào cõi khổ. Nhưng mà nếu chúng ta có tám năm thiền dục giới, làm việc bố thí, trì giới, tu thiền, kính pháp, thuyết pháp, cung kính, phục vụ, hưởng phước, tùy hỷ phước, cải chánh tri kiến đó, thì cái tâm thiện như vậy là cái tâm thiện hợp trí, nó cho ra tái sanh vào bảy cõi dục giới. Nhưng mà nếu chúng ta nỗ lực tu thiền sắc giới đó, chúng ta đắc được sơ nhị tam tứ thiền, tâm quả sơ nhị tam tứ thiền, cho sanh về 16 cõi sắc giới, thiền sắc giới. Và nếu mà chúng ta vượt lên hơn nữa, chúng ta tu đạt được thiền vô sắc giới đó, thì chúng ta sẽ tái sanh về bốn cõi vô sắc, nhưng không vô biên xứ, tức biên xứ vô sở hữu xứ và phi biên xứ. Còn nếu mà chúng ta chứng đắc những đạo quả tu được quần, thì chúng ta luân hồi không quá 7 lần tư đà hàm, chúng ta luân hồi có một lần an hàm, chúng ta sanh về năm định cư thiên. Nếu không đắc thiền chúng ta sanh lên cõi phạm thiên sơ thiền, thì từ từ chúng ta cũng niết bàn luôn. Còn nếu chúng ta đắc quả a la hán ở đâu thì chúng ta niết bàn ở đó. Thì ở trong cái đoạn kinh này đó, thì chúng ta hiểu toàn vẹn, thì chúng ta phải hiểu như vậy. Trong cái đoạn kinh này, bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa Giác Đặng để Thượng Tọa tiếp tục điều hợp. Sao chúng kính trình Thượng Tọa Pháp Đăng? Thưa vị, lẽ ra thì chúng ta sẽ đoạn kinh số 8 rồi mới thỉnh Thượng Tọa tôi siêu giảng kinh số 9. Nhưng mà chúng tôi sợ là không có thời giờ, và chúng ta có thể chúng ta làm thế nào để đi trọn ngày hôm nay. Như vậy chúng tôi chỉ nói một vài câu ngắn, rồi sau đó thỉnh mời quý vị phật tử quan hỏi đọc cho câu số 9, rồi chúng ta thỉnh thưa tôi sư giảng đọc số 9. Ở trong câu số 8, thưa quý vị, Đức Phật giảng cho tôn giả Chung Đá ở trong cái kinh gọi là kinh Đoạn Giảm đó, là một cái người tu tập cho dù mình thành tựu bất cứ một tầng nào thì mình cũng phải quán sát rằng đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Tại vì còn nhìn những thứ đó, tức là còn nhìn với ái, với mạng, với tà kiến. Một vị giải thoát là vị vượt khỏi ái mạng và tà kiến. Do vậy đối với một vị tu tập chứng sơ thiệt, thì để đi tới bước lên trên thì phải không có chấp thủ sơ thiền, muốn chứng tam thiền thì phải không chấp, ví dụ như vậy. Bây giờ quý Phật tử quan hỷ đọc cho bài số 9 là kinh Tranh Chánh Tri Kiến, sau đó thì kính tịnh thưa tọa tôi siêu quan hỷ trở lại để có một bài giảng ngắn và kết thúc cho chương trình ngày hôm nay. Mời cô Tịnh Hạnh. Dạ, sa thú cũng còn kính khen Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, con xin đọc kinh, đoạn kinh số 9, kinh Tránh Tri Kiến Sammadhi Sutta. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri bất thiện như vậy, tuệ tri căn bổn bất thiện như vậy, tuệ tri thiện như vậy, tuệ tri căn bổn thiện như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến nạn tùy miên. Tôi là đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền, như vậy, thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Nhà chúng con thành kính cung thỉnh Tượng Tọa Tề Siêu giảng dạy bài kinh vừa đọc. Nam Mô Bổn Sư Giá. Kính thưa quý vị, trong bài kinh Chánh Tri Kiến, cái đoạn đầu
Tu giả Sa Lu Tán thì đề cập đến một vị có chánh tri kiến, là vị đó biết rõ pháp bất thiện, biết rõ căn bất thiện, biết rõ pháp thiện, biết rõ căn căn thiện. Thì ở đây trong cái đoạn này là khi mà biết rõ như vậy thì bể đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến tùy miên, đoạn trừ vô minh. Thì ở đây tất cả pháp bất thiện như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đoan thọc, nói đạo ác, nói quên, chậm dí, tham ác, sân ác, tà kiến ác, đó là pháp bất thiện. Vị thánh đệ tử biết rõ. Và căn bất thiện ở đây, biết rõ căn bất thiện tức là tham sân si. Thì đối với chánh tri kiến của một vị đệ tử, nó gồm có hai, là chánh kiến thuộc về thiện dục giới, chánh kiến thuộc về dục giới, và thứ hai là chánh kiến thuộc về thiện siêu thế, tức là tâm đạo. Và khi mà liễu tri được pháp bất thiện cũng như pháp thiện hiện thế, đó là liễu tri khổ. Liễu tri căn bất thiện là những yếu tố mà tạo ra bất thiện. Căn thiện là vô thâu sân si, là cái yếu tố, là cái tập khởi tạo ra cái tâm thiện. Khi biết rõ khổ và khổ tập, nếu bước đầu chánh kiến mà thuộc về dục giới thì ở vị đó bắt đầu hành trình trên cái con đường đưa giải thoát. Nhưng mà khi đã thành tựu chánh tri kiến thuộc về siêu thế thì vị đó sẽ đoạn trừ tham tùy miên, raga dusya. Trong cái tham tùy miên này nó có dục tham tùy miên, ái sắc, ái vô sắc tùy miên. Khi mà đạt đến cái quả vị A-na-hàm á, thì dục tham tùy miên, sân tùy miên diệt trừ. Nhưng mà đối với ái sắc hay vô sắc tùy miên thì này đến A-la-hán là đã là đoạn trừ được. Còn mà nói về kiến tùy miên thì đến bậc tu đà quần, đạt được cái quả vị tu đà quần thì kiến tùy miên đã chấm dứt rồi. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu đoạn này trong chú giải đề cập đến là không phải chỉ đơn thuần là chúng ta biết rõ bất thiện, căn bất thiện, thiện và căn thiện, chúng ta biết rõ bằng cái tâm thiện dục giới thì nó đó chỉ là bước đầu thôi. Còn để mà gọi là đoạn trừ
tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc mạng tùy kiến mạng tùy miên đó. Đoạn trừ vô minh, khí minh sinh khởi, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại này, là chỉ chánh kiến. Chánh tri kiến ở đây là chỉ cho chánh kiến ở trong Bát Chánh Đạo mà thuộc về cái tâm tâm đạo Maccacitta, thuộc về tâm siêu thế. Đạt đến thánh quả này thì những cái phiền não tiền niên đó nó sẽ được đoạn tận. Thì chúng tôi xin có một vài lời nói sơ qua về cái đoạn này, nói tóm tắt về đoạn này. Bây giờ chúng ta đã hết giờ rồi, xin cung thỉnh từ tội giác đẳng trở lại lúc hết bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa sư đoàn tuyệt siêu và tất cả chư vị giảng sư, hôm nay thưa quý vị, chúng ta có chín cái trích đoạn của chín bài kinh đầu tiên của Trung Bộ Kinh như là một cách để kết sổ lại cho năm 2020. Không có điều gì quan trọng cho bằng trí nhớ của chúng ta, không phản bội chúng ta. Trí nhớ của chúng ta nhớ những điều đáng nhớ, và điều đáng nhớ của chúng ta đó là lời dạy của Đức Phật. Và khi chúng ta nhớ lời dạy Đức Phật thì tâm của chúng ta thanh thản. Chúng ta nhớ chuyện thế sự, chuyện hận thù, những chuyện thị phi thì tâm của chúng ta sẽ đầy dẫy những tạp niệm. Mong rằng năm 2020 được khép lại, cho dù bất kỳ những gì đã xảy ra, nhưng mà điều còn lại trong lòng chúng ta đó là những lời dạy cao cả của Đức Phật. Giống như lời của sư trưởng lúc sinh thời thường nhắc là mình tu đừng có giống như cái vợt cà phê, cho đi những cái tinh túy mà giữ lại cặn bã, và trái lại hãy giống như cái quạt lúa, cho đi những cái lúa lép, giữ lại những lúa chắc. Và chúng ta phải luôn luôn tâm niệm rằng mỗi chúng ta ở tại đây là những bạn lành cho nhau, chúng ta trợ giúp nhau để cùng nhau gìn giữ giáo pháp được tồn tại hương thịnh trong lòng của chúng ta và ở trong tâm tư của tất cả những người chung quanh. Xin được kính đại lễ thượng tọa tuyệt siêu, đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Ngày mai này chúng ta cũng sẽ có 3 ngày chương trình sinh hoạt đặc biệt đầu năm. Chắc sau tuần lễ sinh hoạt đặc biệt này chắc quý vị cũng hơi ngán một chút, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ tiễn đưa năm 2020 một cách rất là trang trọng. Chúng ta cũng đón mừng năm 2021 cũng rất là trang trọng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thủ Lâm Thai. Con tỉnh hạnh thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn nhận dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, để tình hình mở kinh thử nào. Dạ, kính mời cô Lan Dạ Nguyệt làm đại kinh cho rung dùm ạ.